Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với kênh của chúng nha. Hôm nay có thêm một số xe mới về, em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị tham khảo nha. Đây là Mazda 6 bản Premium 2022 nè anh chị. Bên kia có K3 kìa, K3 bản Premium luôn 2021 mà mới chạy có 21.000 cây số thôi. Ở đây em có Cerato này, giá chỉ lên quanh 5 đồng thôi. Fortuner thì em về thêm một cặp máy dầu. Xe này là số tự động 2019. Bên kia là số sàn. Ở bên kia là số sàn 2021 anh chị, đều là màu nâu hết. Ở đây thì có Mazda 3 Luxury mẫu mới nữa nè. Xe này chạy 30.000 cây số, có Creta này chị, 5 chỗ gầm cao của Hyundai Focus, một chiếc xe phân khúc C cho anh chị thích cảm giác lái, chỉ lên quanh 4 đồng rưỡi thôi. Ở đây là Mazda 3 hatchback. Xe này 468 triệu. Ở đây là Spark Van, chỉ có 168 thôi anh chị. Ở đây là XJ bản Premium 2021 mới chạy 15.000 cây số thôi. Xe Morning nữa nè anh chị, nhỏ nhỏ dễ đi nè. Chỉ có 248 triệu thôi. Còn đây là Accent. Accent đặc biệt 2021. Lên quanh hơn 4 đồng tí xíu. Ở đây là Tucson nhập khẩu, 5 chỗ gầm cao, xe màu đỏ. Ở bên kia là có Fortuner máy xăng nữa. Rồi bên kia là có Innova Venturer nên chị, em sẽ đi từng xe cho anh chị tham khảo nha. Thiết đầu tiên là Fortuner, máy dầu số sàn 2021, mang nước sơn màu đồng. Xe này xe gia đình thôi, không đăng ký kinh doanh gì hết trơn. Mang xe màu đồng này thì nhìn rất là sạch nè anh chị. Đó, có trang bị thêm ghế da, lót sàn, màn hình Android, camera hành trình. Anh chị nhìn xe này, 7 chỗ gầm cao mà chạy đường trường nó đó khoảng 6-7 lít thôi anh chị. Dòng này là dòng siêu tiết kiệm nè, và bền cực kỳ luôn. Cho anh chị thích một chiếc xe mà gần như là đi 5 năm, 10 năm nữa cũng không lo nghĩ về chất lượng, cứ bảo dưỡng mà đi thôi. Đây, chạy đường phố chỉ có 8 lít 6 thôi. Này đường trường nè anh chị, chỉ có 6 lít thôi, tiết kiệm kinh khủng không? Anh chị nào đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh thì chọn em này thì quá hợp lý nè. Đó, ghế nè, ghế mới tinh, 878 triệu thôi anh chị. Fortuner máy dầu số sàn 2021 luôn. Tiếp theo là Morning SE số sàn. Xe này 2018 mà mới chạy có 40.000 cây số thôi. Morning thì siêu tiết kiệm rồi. Ui, anh em nào đậu xe này sát quá ta. Đây, anh chị nhìn ghế nè. Đó, có màn hình Android rồi nha, có camera gear nữa, giúp chị em gear xe sẽ an toàn hơn. Xe này chỉ có 248 triệu thôi anh chị, màu nâu. Đây, anh chị nhìn trá đèn nè. Xe này bên em dọn rửa sạch sẽ rồi, lấy về đi thôi. Tất cả xe ở đây, lúc giao thì em sẽ hỗ trợ bảo dưỡng cho anh chị luôn, thay nhớt, lọc nhớt, chăm sóc xe, sạch đẹp, tươm tất. Và chất lượng thì chắc chắn sẽ luôn đảm bảo cho anh chị ha, sẽ luôn luôn là tốt nhất. Đó, giao cho anh chị cái xe, anh chị lấy về chỉ việc đi thôi, anh chị không phải tốn bất cứ chi phí nào hết. Đó, tiếp theo là K3. K3 máy 1.6 bản Premium 2021, mới chạy có 21.000 cây số thôi anh chị. Xe này dọn rửa sạch sẽ rồi mà mới nãy để ở đây, mưa nó giăng lên dơ lại mất tiêu. Đây, bản Premium thì có cảm biến trước, cảm biến sau nè, có sấy ghế, quạt ghế và có sạc điện thoại không dây nữa. Bản K3 này thì option nó nhiều hơn mẫu Cerato anh chị. Ghế hai tông màu. Ghế hai tông màu này trên Cerato thì 2.0 mới có, nhưng mà trên K3 thì máy 1.6 đã có rồi. Ni lông chưa lột nè chị. Này có xe ghế này, cái này rất là thích nè. Quạt ghế chứ. Quạt ghế này ở miền Nam mình thích, còn xe ghế này chủ yếu ở miền Bắc hoặc là ở Đà Lạt thôi. Có 3 chế độ lái. Ở trong là có sạc điện thoại không dây, điều hòa hai vùng, màn hình 10 inch, có ni lông chưa lột nè. Đây 21.500 cây số thôi anh chị. Có camera hành trình rồi hết, đề nổ từ xa luôn. Đây là phím nhắc bảo dưỡng của hãng nè. Đó, cân bằng điện tử. Xe này 21.000 cây số thì mới tin anh chị. Đó, xe này là 578 triệu nha. Kia Cerato số tự động bản Premium. Ghế nè chị, ghế hai tông màu. Đó, màu này là màu xanh. Màu xanh này nhìn ở ngoài nó sáng lắm anh chị. Đó, màu này nhìn nó trẻ, logo mới đó ha. Đó, 578 triệu thôi. Tất cả xe 2017 trở lên thì em đều hỗ trợ làm ngân hàng được cho anh chị hết. Anh chị nào có nhu cầu muốn vay ngân hàng thì em vẫn làm được cho anh chị ha. Quan trọng là anh chị phải không có nợ xấu. Đó. Tiếp theo là Mazda 6 máy 2.5 bản Premium. Xe này có gói tùy chọn cao cấp nè anh chị. 2022. Xe này có radar phía trước nè. Đó. Màu đen ha, mang đi xe màu đen. Xe này biển Sài Gòn nha anh chị. Xe này mấy anh em mới vừa chạy ra để quay video. Tuần trước em cũng có một xe 2020 á, xe đó vừa về em cũng bán nè. Bán về Bình Chánh cho anh Phước, đang hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho anh.
Nè, ốp hết mấy chi tiết nè chị, ghế nè. Nè, đây là mạ rôm hết, da là da nắp ba hết nè. Đó. Da này là màu màu này là màu da bò anh chị. Nè. Da rờ rất là mềm. Ở đây là da lộn hết nè. Đó. Có điện thoại rảnh tay nè. Có dù khoang khách với xe phía trước nè. Hấp tốc độ trên kính. Auto horn chế độ sport. Màn hình có camera 360 độ nữa. Có trang bị thêm màn hình Android rồi. Có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang qua phía sau. Vô vàn option anh chị. Xe này là 788 triệu thôi. À để em coi auto bao nhiêu chứ quên. Em có auto bao nhiêu. Auto xe này là 20.000 thôi chị. 20.000 cây số. Còn mới lắm, xe này còn bảo hành hãng đồ đầy đủ nha. Có trang bị thêm cái màn hình Android rồi. Giải trí thoải mái. Đây anh chị nhìn ghế đẹp quá. Ghế màu này nhìn rất là sang luôn nè. Đó, có lót sàn, cửa gió phía sau. Có rèm che nắng, dàn kính chống tia UV. Trần là trần màu đen luôn. Rất là sạch sẽ, có cửa sổ trời. Rộng rãi, một chiếc xe phân khúc D mà giá gần như là tốt nhất phân khúc. Giá của Mazda 6 thì tốt hơn Accord với lại Camry rất nhiều luôn anh chị. Máy 2.5 thì chạy rất là mạnh mẽ. À, cái tiêu hao nhiên liệu của nó đâu ta? Đâu à, tiêu hao nhiên liệu rồi ta. Có nhiều anh chị sợ 2.5 nó sẽ hao nhiên liệu đúng không? Nhưng mà xe này sao không dán nè. Cái xe 2.5 vừa rồi em bán 2020 á, cũng là mẫu này luôn. Nhưng mà theo thông số của nhà sản xuất á, chạy trong phố là khoảng 9 lít, chạy đường trường khoảng 6 lít thôi anh chị. Chạy đường trường nó chỉ có 6 lít thôi, tiết kiệm lắm. Cái máy của Mazda tinh chỉnh lại á, nên đi nó êm, mà máy 2.5 bốc mà rất là tiết kiệm. Rồi chỉ có 788 triệu thôi. Đây chị có chiếc xe lướt gần như mới. Còn bảo hành rất là dài luôn ha. Tiếp theo là một chiếc xe Mazda nữa. Đây là Mazda 3 Luxury 2021. Xe này lăn bánh 31.000 cây số. Mang biển số 72 là Vũng Tàu nha anh chị. Xe này cái bình nó yếu nên mấy anh em đề nổ cho nó sạc lại. Để bữa giờ không đi. Màu xanh carbon size. Luxury này cũng đủ đồ nè anh chị. À, có ghế điện nè, 7 túi khí an toàn. Có phanh ABS, phân bố là phanh điện tử. Có phanh tay điện tử, rồi auto horn là đầy đủ hết. Chế độ sport. À, có nhớ ghế nè, cân bằng điện tử. Đây, chị nhìn vô lăng cần số nè, đẹp lắm. Xe này lăn bánh được 31.000 cây số nè anh chị. Đó. Màn hình mẫu mới này thay đổi hoàn toàn luôn nè. Thay đổi hoàn toàn ngoại thất, nội thất hết. Đây, những chi tiết đã off hết rồi nè anh chị. Đó. Xe này 578 triệu thôi. Nó sẽ rẻ hơn xe Mazda 6 kia 200. 578 triệu có chiếc xe 2021. Còn mới lắm anh chị, mấy xe này vào xe còn mới hết á. Màu xanh carbon size này mình đi buổi tối nó sẽ ra màu xanh. Còn đi đi buổi tối nó sẽ ra màu đen. Còn đi ban ngày á, đi trời nắng nó sẽ ra màu xanh. Đó, sẽ được hai màu cho anh chị lựa chọn ha. Đó. Phía sau là có cảm biến rồi đầy đủ hết nha anh chị. Mẫu này đi nó sẽ cách âm tốt hơn và ga nó sẽ nhạy hơn mẫu cũ nha anh chị. Mẫu cũ thì đi nó sẽ ồn hơn tí xíu. Em quay mẫu cũ cho anh chị xem luôn nha. Xe này là Mazda 3 1.5 bản hatchback 2018, lăn bánh được 61.000 cây số. Xe này là 468 triệu. Xe này nó sẽ rẻ hơn xe kia 101. Đó, tiền nào của đó thôi anh chị. Giá xe nào nó cũng có giá hết. Cho anh chị tài chính dưới 500, chọn xe này đi tiết kiệm. Mấy trăm năm của Mazda rất là tiết kiệm và bền lắm. Đây, xe chạy 60.000 cây số thì nội thất nó cũng sẽ có cái độ hao mòn hơn là xe 30.000 anh chị ha. Tính là mỗi năm đều là chạy 10.000 cây số hết. Xe này với lại xe màu xanh kia đều là chạy 10.000 hết. Mỗi năm chạy 10.000 cây số thì cũng rất là hợp lý anh chị. Đó. Đây, tiêu hao nhiên liệu anh chị nhìn nè. Chạy đồng phố là 9.2 lít, chạy đường trường là 7.1 lít và kết hợp là 7.1 và đường trường này chị 5.6 lít thôi. Đó, tiết kiệm lắm. À, nếu như mà anh chị đang có nhu cầu bán xe thì anh chị cứ liên hệ cho em nha. Hoặc là có nhu cầu cáp đổi xe em sẽ hỗ trợ cho anh chị hết. Quan trọng là cái xe không đâm đụng, không tiêu kích, giá cả hợp lý thì bên em sẽ thu hết và không ngại đường xe ha. Nếu như còn ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ tất toán hết cho anh chị luôn. À, tiếp theo là Fortuner đi, một chiếc xe máy dầu số tự động nè anh chị, rất hot. Xe này tiết kiệm lắm, chạy đường trường, số tự động, một chiếc xe 7 chỗ mà sát to vậy đây mà loanh quanh chỉ có 7 lít thôi anh chị, tiết kiệm cực kỳ luôn. Đây, gầm cao, máy thoáng, 2019 màu đồng. Xe này lăn bánh 77.000 cây số thôi. Đó, 848 triệu. À, số tự động thì có ghế điện nè anh chị. Đây, ghế da zin theo xe nè. À,
Ở đây là có cân bằng điện tử nè, eco, tiết kiệm nhiên liệu, có lẫy số vô lăng nè, 77.000 cái số. Đây vô lăng nè anh chị. Có thêm camera hành trình nữa rồi. Xe này có cam da, có cảm biến đều đầy đủ hết. Bền, rất bền luôn. Nói tới Fortuner thì chỉ có bền thôi. Option thì nó sẽ không bằng như xe hàng. Và được cái thì mình đi 10 năm nữa thì giá trị nó sẽ còn hơn là những chiếc xe hàng tí xíu. Đó. Tiếp theo là Cerato đi. Cerato này số tự động bản luxury 2020. Lăn bánh được 60.000 cây số. Xe này có lên đề nổ từ xa nè anh chị. Đó, lóc cửa. Có đèn. Ủa. Hết pin hả? Rồi. Có đèn nổ từ xa. Đó, nó tự lóc cửa. Là ghế nè anh chị. Xe mới chạy có 60.000 cây số thôi. Nội thất nè. Mới lắm. Xe này chủ xe đi kỹ á, nên nội thất còn rất là tươm tất. Có trang bị thêm màn hình ZTAC rồi. Xe này là 518 triệu thôi anh chị. 518 triệu. Cerato Luxury 2020. Đèn đớm còn rất là đẹp. Xe này có trang bị thêm cái loa rồi. Loa rồi trang bị thêm đèn này. Sáng hơn. Và có đèn phía dưới nữa nè anh chị. Đèn này trang bị thêm này của Sedona. 518 triệu thôi. Tiếp theo là mấy xe bên này đi. Hình như hàng bên này là chưa quay. Đây là HJ. HJ bản Premium 2021. Đăng ký 22. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mang nước sơn màu xám. Biển số 93 là Bình Phước. Xe này mới chạy có 15.000 cây số thôi anh chị. 15.000 cây số. Mới lắm. Có lên màn hình Android rồi. Ghế da. Đây. Vô lăng này anh chị. Nè, 15.500 cây số thôi. Rất mới. Có thêm cảm biến phía sau nè, lót sàn nè, bọc trần nè, camera nè. Ồ, đầy đủ. Nè, tiết kiệm lắm. Xe này máy có 2.2 anh chị. Phân khúc B mà máy như là phân khúc A vậy đó. Chạy trong phố là chỉ có 6.4 lít thôi. Đường trường này anh chị. Chưa được 5 lít nữa. Siêu tiết kiệm. Bù lại thì nó sẽ hơi yếu nha chị. Máy 2.2 thì nó chỉ ngang với lại những xe phân khúc A như là Morning i10 rồi thôi. Nó tiết kiệm nhưng mà nó sẽ hơi yếu tí xíu. Cho anh chị đi gia đình hoặc là kết hợp kinh doanh ha. 418 triệu nha anh chị. Tiếp theo là Sparkvan. Sparkvan 2018 mẫu mới. Xe này mới chạy có 50.000 thôi anh chị. Mấy cái dòng này em rất là ít làm. Nhưng mà lâu lâu mới có chiếc xe chất đẹp á, nên em vẫn mua bình thường ha. Đó, không kén dòng nào hết. Quan trọng là chất lượng và giá hợp lý thì sẽ mua hết. Đây anh chị nhìn ghế nó zin theo xe nè anh chị. Vô lăng nè. Đây, màn hình này còn chưa lột nữa mà có 50.000 cây số. Xe này 168 triệu anh chị. Phía sau nó là chở hàng thôi. Đây. Đó, phía sau là để chở hàng. Đó. Lúc giao thì em sẽ dọn dẹp lại cái xe còn sạch đẹp nữa. Xe này là biển D anh chị, có niên hạn 25 năm ha. Nó là xe bán tải á. Biển D đi xe bán tải niên hạn 25 năm thôi. Tiếp theo là Creta. Creta bản đặc biệt 2022, mang nước sơn màu đen. Xe này lăn bánh được 25.000 cây số. Xe này 22 mà lăn bánh tới tháng 3 2023 anh chị. Mới lăn bánh chỉ có hơn 1 năm thôi, còn bảo hành rất là dài. Xe này còn bảo hành cho anh chị tới 2028 lần, anh chị thì thoải mái luôn ha. Creta mẫu này thiết kế nhìn rất là hiện đại anh chị. Xe này bản đặc biệt là bản giữa, màn hình to bản, có phanh tay điện tử auto hold và nhìn cái vô lăng nhìn rất là cách điệu ha. Xe này là 628 triệu nha anh chị. Có trang bị thêm cái hốp tốc độ trên kính nè. Và xe này bảo dưỡng hãng đều hết á. Mới lăn bánh chỉ có hơn 1 năm tí xíu thôi, còn rất là mới. Màu đen, một chiếc xe 5 chỗ gầm cao của Hyundai. Tiếp theo là Ford Focus bản Trend 2019, lăn bánh 60.000 cây số. Mấy cái xe để trong mát nhìn trái đèn rất là thích anh chị ha. Nhìn sáng tưng à. Màu trắng. Cho anh chị thích cảm giác lái nè. Xe này thì đầm chắc lắm, cứng cáp. Và máy rất là mượt anh chị. Ga nó không có độ trễ. Đạp lên xuống. Nội thất mới tinh nè. Anh chị nhìn cái đầu dàn đồng của nó nè. Đó, đóng cửa nè. Chỉ có 446 triệu thôi. Anh chị có chiếc xe phân khúc C 2019. Đó, còn một chiếc xe ở ngoài nữa em ra cho anh chị xem nha. Mazda 6 gần như mới. À, có 100 mấy thì có chiếc xe Sparkvan. Đây là HJ, là Fortuner. Còn đây là K3. Bên này là có Fortuner máy xăng nữa nè anh chị. Fortuner máy xăng số tự động một cầu đời 2015. Xe này mang nước sơn màu bạc, biển số 68 là Kiên Giang. Xe này chỉ hợp lý cho anh chị đi gia đình thôi.
Xe này thì nó sẽ hơi hao xăng tí xíu nên người ta đi ít lắm. Thường là những xe máy xăng mình mua xe cũ lại là được những xe đi ít hơn là xe máy dầu đó. Bởi vì những xe máy xăng này thì nhu cầu người ta đi ít, người ta mới mua máy xăng thôi. Nên thường là xe cũ là mấy xe máy xăng nó sẽ, cái chất nó sẽ đẹp hơn máy dầu tí xíu. Chạy trong phố nó tới 16 lít nè. Kết hợp là 12 về đường trường này chị, 10 lít. Nó ăn gần gấp đôi xe máy dầu. Kinh khủng không? Đây, anh chị nhìn nè. Trái đèn cũng còn rất là mới. 498 triệu thôi anh chị, 2015. Tất cả xe bên em bán đều có cam kết rõ ràng cho anh chị về chất lượng pháp lý ha. Không đâm đụng, không thể kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Và em bán thì sẽ có bao quay đầu thoải mái cho anh chị hết. Anh chị mua xe bên em, sau này muốn cáp đổ lên đời, bên em sẽ hỗ trợ thu lại giá tốt nhất cho anh chị. Đó, quan trọng là xe phải không đâm đụng, không thể kích thì em sẽ thu lại hết cho anh chị nha. Tiếp theo là Innova này. Innova này bên em cũng mới về nè. Bản Venturer số tự động 2019. Xe này lăn bánh được 96.000 cây số. Bên em đang dời xe vô. Xe này là 628 triệu anh chị. Ru này bên em cũng mới về nè. Em sẽ cập nhật xe này sau cho anh chị ha. Rồi, cảm ơn chị xem video nha. Anh chị xem thích xe nào thì alo ở Trương qua số điện thoại là 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ tốt nhất. Anh chị xem xe trực tiếp tại Auto Xuyên Việt nha. Tòa là ở số 46 đường GS4, phường Đông Hòa, thành phố Di An, Bình Dương, ngay phía sau siêu thị Go anh chị. Đó là siêu thị Go Dĩ An á, sát bên bệnh viện Hoàng Mỹ Thủ Đức. Đó, ngay khu làng đại học, ngay khu Suối Tiên á. Rồi, anh chị quan tâm xe nào liên hệ Trương nhé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Bye bye.